Chào các bạn nha, thì cách mình mở cái thùng nước nè các bạn này. Hôm nay mình lấy ba cái thùng nước để mình đi tận dụng mình làm cái công việc của mình đó. Từ mình đổ nước thì mở cái thùng này giờ không sử dụng nữa, thì mình đổ nước vô để mà mình đi ra đó để mình đổ bê tông đó các bạn. Đây nước đổ bê tông á, ở khu vực đó không có nước thì cái nhất là mình phải có cái nước bình này nè, nước bình này bình cái đầu lại cho nó kín hơn nè các bạn. À, bình lại kính thôi nha, cái này không bình được không mở không được nha. Hôm nay thứ hai là các bạn quặt cái này lại, nếu mà các bạn có bao tay thì các bạn đeo bao tay vô nha, còn không có thì nói chung là lực nó kéo cũng mệt một chút đó các bạn. Rồi các bạn quặt nha, quặt về ràng vô. Lấy một cái thế lực mạnh đó mới dặn ra được đó. Đó, các bạn thấy không? Rồi xin chào các bạn nha, chúc các bạn có một buổi sáng vui vẻ và tràn đầy năng lượng nha. Bây giờ mình bỏ vô trong cái thùng này nè, đậy và mình dùng cái bao tay, các bạn dùng cái bao tay mà mình không sử dụng cái con sử dụng cái sợi dây đạn nút lại nè các bạn nè. Còn mình dùng cái bao tay này mình không sử dụng cái sợi dây ràng này nha, không sử dụng sợi dây ràng này, để coi thử là cái bao tay này nó có bắn để mà mình mở ra nổi không nha. Hiểu sao nhưng phải có dây ràng này vô sao chứ. Bao tay nó không có lực. Cứng quá các bạn ơi. Xin chào các bạn nha, thùng này như là nó bị khít quá rồi các bạn, nó bị móp chỗ này nè, hình như nó bị xì hơi sao, nó bị xì hơi nó không có kín, hình như đập quá nó bị xì hơi, bị lủng luôn đây nè. Thôi xin chào các bạn nha.